Xin chào các bạn, trang trại nuôi bò Brahman khổng lồ đã trở thành biểu tượng của nền nông nghiệp hiện đại. Những con bò này khi trưởng thành có thể nặng lên đến gần 1 tấn. Vậy những người nông dân đã nuôi dưỡng giống bò khổng lồ này như thế nào? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về cách các trang trại nuôi dưỡng và vận chuyển hàng nghìn con bò khổng lồ này nhé. Hãy cùng Han khám phá, bắt đầu chuyến vu lưu kỳ thú ngay bây giờ. Từ đầu thế kỷ 20, giống bò Brahman khổng lồ đã có mặt tại Hoa Kỳ và trở thành một phần quan trọng trong ngành chăn nuôi gia súc. Chúng thích ứng tốt với các vùng khí hậu ấm áp và nhiệt đới như ở Florida, Texas và Louisiana. Hiện tại, chúng đang ở một trang trại hàng đầu tại Nam Florida. Tại đây, hầu hết các trang trại nuôi bò Brahman đều cho chúng ra đồng cỏ vào buổi sáng, nơi chúng được hưởng ánh sáng mặt trời và tự do ăn cỏ. Trong giai đoạn đầu đời, bò Brahman con thường được ở với mẹ và bú sữa mẹ cho đến khi chúng đủ 6 đến 9 tháng tuổi. Quá trình này giúp chúng phát triển khỏe mạnh và đảm bảo rằng chúng nhận được sự chăm sóc tốt nhất từ bò mẹ. Để đảm bảo dinh dưỡng, chủ trang trại thường cung cấp cỏ và các loại hạt ngũ cốc cho bò Brahman giúp chúng duy trì sức khỏe tốt. Bò Brahman được biết đến với khả năng thích nghi và bản tính hiền lành cũng như khả năng sống hòa hợp với các loài khác. Chúng đóng vai trò quan trọng trong ngành chăn nuôi và góp phần cung cấp thịt bò chất lượng cao cho thị trường. Những con bò này được hỗ trợ bởi hệ thống kiểm soát tiên tiến, giúp chủ trang trại dễ dàng theo dõi và đảm bảo sức khỏe cho đàn bò. Sau khi kiểm tra sức khỏe, đàn bò sẽ được thả vào sân của trang trại, nơi chúng có thể thư giãn sau một ngày dài trên đồng cỏ. Khi màn đêm xuống, chúng sẽ trở lại nơi ở để nghỉ ngơi. Trước khi nghỉ ngơi, bò sẽ được cho ăn một bữa gồm hạt ngũ cốc, bột ngô và thức ăn ủ chua. Để đảm bảo chúng nhận đầy đủ dinh dưỡng, mỗi ngày một con bò trưởng thành sẽ tiêu thụ khoảng 2-3% trọng lượng thức ăn tương ứng với trọng lượng cơ thể của chúng. Trang trại cũng cung cấp nước sạch liên tục vì bò cần uống rất nhiều nước. Một số trang trại sử dụng phương pháp nấu hạt ngũ cốc với nước để cho bò ăn, giúp chúng dễ hấp thu chất dinh dưỡng hơn. Phương pháp này đã được nhiều chủ trang trại áp dụng và chứng minh là hiệu quả. Ngoài ra, phương pháp này cũng giúp kiểm soát lượng thức ăn hàng ngày cho từng con bò dễ dàng hơn. Thức ăn này phù hợp cho tất cả các loại bò, kể cả những con mới cai sữa. Mặc dù bò Brahman có sức đề kháng tự nhiên cao, điều này không đồng nghĩa với việc chúng miễn nhiễm hoàn toàn với bệnh tật. Người nông dân thường xuyên phải tắm rửa và tiêm phòng cho chúng nhằm phòng tránh các bệnh tật và can thiệp cứu chữa kịp thời. Dù có vẻ nhút nhát, nhưng bò Brahman lại vô cùng thông minh và có trí nhớ xuất sắc, làm chúng trở thành người bạn đáng tin cậy hoặc thách thức lớn cho người nông dân.
Nếu chúng bị đối xử thô bạo một cách thường xuyên, phản ứng của chúng có thể trở nên vô cùng hung hãn. Các bạn có đoán được là sau khi trưởng thành, một con bò Brahman nặng bao nhiêu kg không ạ? Các con bò được trưởng thành có thể nặng từ 700 đến 800 kg, trong khi bò cái nặng từ 400 đến 500 kg, quả là một chóng bò khổng lồ phải không các bạn? Không chỉ được nuôi để lấy thịt và sữa, giống bò này còn được đưa đi tham gia các lễ hội hoặc sử dụng trong các cuộc đấu giá. Chú bò Brahman này đã được đấu giá với giá lên tới 54.000 đô la Mỹ, thể hiện sự yêu thích đặc biệt từ phía người mua đối với giống bò này. Họ nói họ yêu thích giống bò này bởi hình dáng khổng lồ, tính cách hiền lành và thông minh. Khi đạt đến trọng lượng tiêu chuẩn, những con bò này sẽ được xuất khẩu sang các nước khác. Chúng sẽ được chuyển lên phương tiện vận chuyển chuyên dụng với các khoang chứa được thiết kế để vận chuyển khoảng 100 con mỗi chuyến. Phương tiện này cũng được trang bị thêm thức ăn và nước uống cho bò để đảm bảo sức khỏe cho quãng đường dài đến sân bay. Sau khi đến sân bay, bò sẽ được chuyển vào các container chuyên dụng trên máy bay, đảm bảo chúng không thể thoát ra ngoài. Trước khi lên máy bay, bò sẽ được nghỉ ngơi, giúp chúng giữ tinh thần thoải mái và tránh các sự cố không mong muốn. Mỗi container được vận chuyển bằng hệ thống máy móc hiện đại và được xếp gọn gàng trong khoang máy bay. Khoang máy bay được thiết kế rộng rãi, đảm bảo không gian thoải mái cho bò. Hệ thống băng truyền tự động trong khoang máy bay giúp kiểm soát từng thùng bò riêng biệt. Các camera giám sát giúp theo dõi hành vi của bò, đảm bảo an toàn cho chúng trong suốt chuyến bay và khỏe mạnh khi đến vùng đất mới. Xuất khẩu bò đã đóng góp đáng kể vào nền kinh tế Mỹ. Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ, gọi tắt là USDA, năm 2020, Mỹ đã xuất khẩu khoảng 3,1 triệu tấn thịt bò và các sản phẩm gia súc khác với tổng giá trị lên tới khoảng 9,1 tỷ đô la Mỹ. Chúng ta cùng nhau theo dõi phần tiếp theo của video nhé! Quần thể lợn rừng không chỉ ở Ý mà còn ở Canada và Hoa Kỳ, những quốc gia này đang đối mặt với những thách thức lớn trong quản lý động vật hoang dã. Tại Ý, số lượng lợn rừng đã tăng gần gấp khoảng 4 lần trong vòng một thập kỷ, từ 500.000 vào năm 2010 lên đến 2,3 triệu con vào năm 2022. Trong khi đó, tại Canada và Hoa Kỳ, quần thể lợn rừng cũng đang phát triển nhanh chóng. Nguyên nhân chính của sự gia tăng này tại Ý là do sự mở rộng của đất nông nghiệp không được sử dụng, tạo điều kiện thuận lợi cho lợn rừng phát triển. Tuy nhiên, sự gia tăng này không phải là không có hậu quả. Lợn rừng đã trở thành mối quan ngại lớn đối với nông nghiệp, chăn nuôi và an toàn giao thông.
Tại Ý, lợn rừng thường xuyên phá hủy mùa màng, ăn thức ăn từ các loại cây trồng và gây thiệt hại nặng nề cho nông dân. Chúng còn tấn công gia súc và gây ra tai nạn giao thông, gây thiệt hại lên đến 100 triệu euro mỗi năm trong ngành nông nghiệp Ý. Các khu vực nông thôn, đặc biệt là ở miền Trung và Nam Ý như Lazio và Campania đang chịu ảnh hưởng nặng nề từ sự xâm lấn của lợn rừng. Điều này đặt ra một thách thức lớn trong việc bảo vệ ngành nông nghiệp và quản lý quần thể lợn rừng. Săn lợn rừng là một biện pháp quan trọng nhằm kiểm soát quần thể của chúng tại Ý, được thực hiện theo quy định của chính phủ và diễn ra quanh năm. Có hai hình thức săn bắn chính là săn bắn theo mùa từ tháng 9 đến tháng 12 và săn bắn do chính phủ tổ chức ở những khu vực bị ảnh hưởng nặng nề. Trước khi tiến hành săn bắn, nông dân thường áp dụng các biện pháp như là trồng các loại cây không hấp dẫn lợn rừng và sử dụng hàng rào chắc chắn. Tuy nhiên, để kiểm soát hiệu quả quần thể lợn rừng, sự hợp tác giữa nông dân và thợ săn là cần thiết thông qua các phương pháp như săn bắn và bẫy. Săn bắn là biện pháp chính với khoảng 100.000 con lợn rừng được săn vào năm 2022, góp phần giảm thiểu ảnh hưởng của chúng. Săn lợn rừng về đêm tại Ý đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát số lượng lợn rừng, giảm thiểu thiệt hại về nông nghiệp và các khu vực đô thị. Hoạt động này chủ yếu diễn ra ở vùng nông thôn, nhưng cũng được mở rộng ra các khu vực đô thị, nơi quần thể lợn rừng tập trung cao. Viện Bảo vệ và Nghiên cứu Môi trường Ý chỉ ra rằng miền Trung và Nam Ý, đặc biệt là các khu vực như Lazio, Campania và Apulia, trở thành điểm nóng cho hoạt động săn bắn do mật độ lợn rừng cao. Việc săn bắn tại đây là cần thiết để duy trì cân bằng hệ sinh thái. Các nhóm thợ săn thường gồm từ 5 tới 10 thành viên, tổ chức và chia thành nhóm nhỏ để thực hiện nhiệm vụ. Họ sẽ họp trước để bàn bạc về kế hoạch, định vị khu vực săn và các biện pháp an toàn. Trang bị đèn pin và ống ngắm nhiệt, họ tìm kiếm lợn rừng trong bóng tối. Một khi phát hiện mục tiêu, lợn rừng sẽ được săn bằng các thiết bị chuyên dụng. Sự thành công của cuộc đi săn được đánh dấu bằng việc thu gom xác lợn rừng và mang về. Thì hàng khám phá phát triển đường đi nhảy hôm nay là nhờ sự ủng hộ của các bạn. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi nhé. Xin cảm ơn. Lợn rừng thường di chuyển gần các con đường vào ban đêm, tăng nguy cơ tai nạn. Chúng cũng có thể trở nên hung dữ nếu bị kích động và việc sử dụng vũ khí săn bắn có thể ảnh hưởng đến các loài động vật khác.
Để hạn chế những rủi ro này, việc tuân thủ nghiêm ngặt các quy định an toàn và áp dụng biện pháp phòng ngừa là cực kỳ quan trọng. Sự hợp tác giữa thợ săn, nông dân cùng với việc áp dụng các phương pháp an toàn sẽ đảm bảo hiệu quả và an toàn cho hoạt động săn lợn rừng về đêm. Bên cạnh việc săn bắn, việc sử dụng bẫy cũng là một phương pháp phổ biến. Bẫy được đặt ở những nơi lợn rừng thường xuyên xuất hiện như rừng, đồng cỏ và các cánh đồng, thường là vào ban ngày khi lợn rừng ít hoạt động. Nông dân kiểm tra bẫy định kỳ và khi bắt được lợn rừng, chúng sẽ được xử lý nhanh chóng. Việc đặt bẫy không chỉ giới hạn ở khu vực nông thôn mà còn được áp dụng ở đô thị, giúp bảo vệ mùa màng và tài sản của nông dân khỏi sự xâm nhập của lợn rừng. Trong bối cảnh đô thị, việc xâm nhập của lợn rừng vào các khu dân cư trở nên phổ biến hơn, nơi chúng gây hại cho tài sản và hoa màu. Sử dụng bẫy là một giải pháp quan trọng để ngăn chặn tình trạng này và kiểm soát số lượng lợn rừng. Tuy nhiên, thách thức nằm ở việc lợn rừng có thể học cách né tránh bẫy và không may, bẫy đôi khi cũng vô tình bắt phải các loài động vật khác như sói, gấu và nai. Để nâng cao hiệu quả, việc chọn lựa loại bẫy phù hợp và đào tạo nông dân cách đặt bẫy một cách an toàn, tránh gây tổn hại cho động vật khác là hết sức cần thiết. Hợp tác và đào tạo kỹ thuật là yếu tố then chốt giúp tối ưu hóa việc bẫy lợn rừng tại Ý. Bên cạnh săn bắn và bẫy, cộng đồng nông dân Ý cũng đang tích cực tìm kiếm và thử nghiệm các phương pháp mới để đối phó với lợn rừng. Đặc biệt, với đặc tính ăn tạp của lợn rừng, việc kiểm soát chúng đòi hỏi các giải pháp sáng tạo và bền vững. Một trong những biện pháp có thể áp dụng là hạn chế nguồn thức ăn cho lợn rừng bằng cách trồng những loại cây không thu hút chúng. Việc sử dụng cây có gai hoặc các loại thực vật ít hấp dẫn có thể làm giảm sự quan tâm của lợn rừng đối với những khu vực đó. Đồng thời, việc quản lý rác thải một cách hiệu quả, đặc biệt tại các khu vực nông thôn và ngoại ô, cũng là biện pháp quan trọng giúp giảm bớt nguồn thức ăn dễ dàng cho lợn rừng. Rác thải không chỉ là mối nguy hiểm tiềm ẩn mà còn là nguồn thức ăn hấp dẫn cho lợn rừng. Và việc loại bỏ chúng có thể giảm bớt sự xuất hiện của lợn rừng. Nghiên cứu và phát triển các giải pháp mới là quá trình quan trọng nhằm cải thiện và kiểm soát hiệu quả số lượng lợn rừng, đồng thời giảm thiểu tác động đến cộng đồng và môi trường. Nếu bạn có những giải pháp khác hiệu quả trong việc quản lý lợn rừng, hãy chia sẻ với chúng tôi dưới phần bình luận nhé. Mọi ý kiến đóng góp của các bạn sẽ là nguồn thông tin quý giá cho cộng đồng. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem video. Hãy nhớ ấn like và đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi nhé. Xin giới thiệu với các bạn, đây là chuyên gia edit video của chúng tôi. Anh ấy dành mỗi một ngày 12 tiếng để tạo ra những video hay và hấp dẫn nhất gửi tới các bạn. Thật sự anh ấy là một người làm video rất tỉ mỉ và xuất sắc. Còn đây là biên tập nội dung của chúng mình. Cô ấy tên là Hà, một người rất yêu thích khám phá nông nghiệp và viết các content về nông nghiệp khám phá. Hy vọng mọi người tiếp tục ủng hộ kênh nhé. Xin cảm ơn nhiều.